Kính thưa quý vị, Trung đồng điều động tàu tuần tra mới ra Biển Đông, tên từ Hải Nam. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, hôm nay, Trung Cộng đã điều động tàu Hải Tuần 21 có trang bị sân bay cho trực thăng ra Biển Đông. Đây là tàu tuần tra hải phận quốc tế đầu tiên được Bắc Kinh đưa đến khu vực này. Chiếc tàu mang tên Hải Tuần 21 do Cục An toàn Hàng hải Hải Nam quản lý. Tân Hoa Xã trích dẫn lời ông Hoàng Hà, Phó Cục trưởng Hải vụ thuộc Bộ Giao thông Trung Cộng, nói rằng con tàu này có các nhiệm vụ giám sát an toàn hàng hải, tiến hành điều tra các tai nạn trên biển, phát hiện ô nhiễm và tiến hành các hoạt động nghiên cứu, cứu hộ, thực hiện các hiệp ước quốc tế. Còn ông Nguyễn Thủy Văn, Phó Cục trưởng phụ trách an toàn hàng hải Hải Nam cho biết, trước đây, lực lượng duy trì trật tự hàng hải của tỉnh Hải Nam chỉ có thể phụ trách các vùng duyên hải, chưa bao giờ ra đến hải phận quốc tế. Việc đưa vào hoạt động tàu Hải Tuần 21 trong khu vực này đã chấm dứt tình trạng thiếu tàu tuần tra ở vùng biển quốc tế tại Biển Đông.